Trà ô long tư quý có nước màu vàng xanh, hậu ngọt kéo dài, nguồn gốc Đài Loan, có thể pha được nhiều lần nước. Thích hợp với người sành trà, các tên thông dụng khác, ô long bốn mùa, do ý nghĩa có thể thu hoạch vào đầy đủ các mùa trong năm. Tên tiếng Anh, Four Season Tea, Ji Chun Tea, trà ô long tư quý được trồng ở Lâm Đồng có độ cao trên 1.200 m so với mực nước biển. Được thiên nhiên yêu đãi với thời tiết lạnh, núi cao, nắng ấm trung bình, làm cho lá trà dày trồi mềm vì thế mà trà long đỉnh có màu xanh tinh khiết, vị ngọt dịu nhẹ nhàng, hương thơm tinh tế nhưng đậm đà hương vị của trà ô long. Tạo được phong thái riêng và pha được nhiều lần nước giống trà u long tư quý xuất phát từ Đài Loan. Trà tứ quý có lá thon nhỏ, màu xanh đậm, răng cưa đều, lá có 26 đến 38 đôi răng cưa, có 6 đôi gân lá búp nhỏ màu phớt tím đây là giống trà nguyên liệu để chế biến trà u long, trà xanh đặc sản của đài loan mà long đình đang trồng chế biến và xuất khấu với sản lượng lớn trà u long tứ quý có mùi vị đặc trưng của hoa mộc lan và thoảng nhẹ hương mật ong màu nước khi pha có độ sóng sánh vàng vị chát nhẹ không gắt nơi đầu lưỡi hậu vị ngọt rất lâu cách dùng hiện đại trà tứ quý uống lạnh hoặc pha chế lục trà sữa trà sữa kem béo có vị tự nhiên chất lượng vị chát nhẹ của trà kết hợp vị ngọt của nguyên liệu tự nhiên đặc biệt thơm ngon, an toàn cho sức khỏe, có tác dụng giải nhiệt, kích thích tiêu hóa, giảm stress. Điều hòa huyết áp, giúp đông máu, chống sâu răng, loãng xương, giảm tai biến mạch máu não. Nhồi máu cơ tim, ngoài ra còn có tác dụng giảm cân, chống ung thư tim mạch, viêm khớp, làm đẹp và trẻ hóa làn da. Trà ô lòng tư quý có thể sử dụng pha trà lạnh Đài Loan với tỷ lệ 3, 4 gram trà, 300 ml nước lạnh. Ngâm trong ngăn mát tủ lạnh 6, 8 có thể sử dụng vị thanh nhẹ tuyệt vời, không đắng chát. Trà ô long tứ quý dùng pha các loại trà sữa trên nền lục trà, trà trái cây, trà sữa kem béo. Chuẩn vị Đài Loan, hậu vị trà sâu, ngon tuyệt đảm bảo tốt cho sức khỏe.